mình xem bao nhiêu. Anh em nhìn nhá, bắt chuột một con, mình cầm lên con này này. Soi con cái mắt mình ra. Đấy. Mà mò. Để trên này, để cái bài này. Để cái rổ chẳng hoi ai để cái mũ đấy. Lấy cái gì để đấy. Lấy đây cái nhá. Đĩa, cái khay. Anh em xem để chuột con. Khay nhựa trắng trắng thôi, dưới đây là đây. Rồi. Khay nhựa trắng trắng không. Một ô, mất được mấy con. Chuột mẹ vẫn ở trong đây, dám vào trong cái qua đài này để đây. Anh em thấy chưa? Con này con đực chim bé tí có chim. Tí được con chim. Còn nữa. Rồi. Mẹ soi đèn thì con soi tiếp này, bắt tiếp. Cho con kia đấy vì sợ mẹ xem. 5 con mẹ ạ. Bây giờ chuột được mọi người trẻ con thích được xem chuột này không? Nhỉ? Linh ở đây thích này. Trẻ con cũng được xem chuột này, không biết chuột là gì. Ê, ôi. Còn một con nữa. Đã con kia lên theo dẫn mặt xem kìa. Vâng. Đây với con bọ nhá. May gói cắp này. Để dãi ra kêu chít chít là mình thấy kêu nhỏ nhẹ trong. Sao con bọ nó vẫn bám vào trong thân chuột. Bây giờ bắt con chuột mẹ ra mẹ. Mày cứ để dốc tự chảy xuống, tự rơi xuống. Rất nhiều con bọ nhá. Là nó lại rút ra mất thì sao?